Bà ơi, cậu Tuấn Anh bận việc, cậu nói là lát nữa cậu sẽ xuống gặp bà. Kỳ nổi. Gì vậy anh? Sao con lại ngủ ở đây? Nội. Tại con mệt quá. Con mệt thì về nhà đi, cũng trễ rồi đó. Nội. Vậy thôi em về nha. Thôi nội con về. Xem mở cửa là được rồi. Con ở đây, nội muốn nói chuyện. Dạ. Nội, cô ấy chỉ đang giúp con thôi mà nội. Nội hiểu lầm rồi. Giữa tụi con chỉ có chuyện công việc thôi. Công việc? Ừ. Công việc gì mà lại ngủ trên giường con hả? Nội chỉ muốn nhắc nhở con, con lớn rồi, đừng sống buông thả nữa. Chẳng lẽ nội nghĩ con thích Kim Ngân hả? Trời ơi, nếu thích thì con đã cưới cô ta rồi, đâu phải quản lại làm gì. Vì Hạnh Trang, vì đứa bé trong bụng Hạnh Trang. Giờ Hạnh Trang đã ra đi, con cảm thấy vui mừng lắm rồi đó. Sao nội lại nói vậy? Nội chỉ muốn con tìm Hạnh Trang về đây để cho rõ mọi chuyện. Chừng nào nội chưa biết chuyện gì xảy ra thì nội không cho con Ngân vào phòng con, hiểu chưa? Anh phải mang bản thiết kế tới chỗ của ba anh. Anh à, em xin lỗi anh về chuyện tối qua nha. Không có gì đâu. Em thấy hình như bà nội không thích em, hay là bà nội nghĩ do em mà Hạnh Trang bỏ đi? Chắc nội không nghĩ vậy đâu. Có lẽ nội không biết Hạnh Trang đi đâu nên nội mới sốt ruột. Còn anh, anh biết Hạnh Trang đi đâu chứ? Anh, còn chuyện sắp xếp lại bộ phận anh thấy sao? Chuyện đó để em tự quyết định được rồi. Mấy đứa nè, hôm nay dì Năm sẽ dạy cho mấy đứa một món mới. Với tất cả những nguyên liệu ở trên bàn này, chúng ta sẽ học một món mới. Dạ. Yeah. Trước tiên á là lựa mực. Thì mấy đứa phải lựa mực như thế nào cho thật là tươi, thì thức ăn mình chế biến ra mới thật là ngon, nghe chưa? Dạ. Đây nè, thấy chưa? Lựa mực như vậy á mới gọi là mực tươi. Con mực á mình lựa phải thật là to và dài, con mực mới tươi được. Đó, mà nhìn kỹ nghe mà thèm. Biết rồi. Rồi, đưa vô gì cái dĩa. Dạ. Thịt á mình sẽ làm chung với lại mực. Làm chung. Dạ. Đúng là gián chủ có khác. Bộ mọi người định đứng đi chơi cả ngày sao? Cô là chủ nhà hàng sao? Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì sẽ như vậy. Làm việc đi. Xin lỗi cô, quy định của nhà hàng cứ một ngày cố định trong tuần, chúng tôi phải tập trung lại để học hỏi nhau. Nếu cô không có nhiệm vụ, xin mời ra ngoài. Về
tục đi. Dạ. Tôi không đưa sổ sách cho ai xem hết á. Chỉ có sếp tôi mới được quyền xem sổ sách của nhà hàng này. Nhưng mà cô là ai? Cô cũng đâu phải ở nhà hàng này. Tôi á là người được giám đốc Kim Ngân đưa tới đây. Tại sao cô không cho tôi xem sổ sách? Cô đừng có nói vô ích. Không được gì đâu. Cô đi về đi. Có chuyện gì vậy? Thưa giám đốc, cô ta nhược quyết không cho tôi kiểm tra sổ sách. Tại sao lại có chuyện như vậy? Xin lỗi, tôi được lệnh làm như vậy. Cô này là giám sát, được giám đốc cử đến. Cô dám cãi lệnh giám đốc hả? Tôi chưa bao giờ nghe có một giám sát nào hết á. Tôi chỉ nghe theo lệnh của sếp tôi thôi. Cô là sếp của cô nè. Xin lỗi, tôi chỉ có một sếp thôi. Thưa cô. Được lắm. Cô đợi đó. Dạ thưa giám đốc, họ nhất quyết không cho tôi xen vào việc chi hệ đâu. Lũ cứng đầu. Tôi sẽ có cách trị chúng. Tôi đã nói là tôi đã rời khỏi nhà hàng rồi. Mà tại sao cứ giật giờ vậy hoài hả? Tôi vẫn trả tiền cho anh mà. Tôi không cần những cái đồng tiền mà cô bố thí cho tôi. Tôi chỉ cần một cái việc làm phù hợp với vị trí của mình thôi. Tôi đã nói là sẽ xếp cho anh một vị trí trong nhà hàng. Nhưng nếu làm quản lý bây giờ thì chưa thể được. Tại sao chưa thể được? Tôi đã nói với anh là tôi đang trong tình trạng rất là cố gắng, nhưng cần phải có thời gian. Anh hiểu chưa? Tôi nói cho cô biết, tôi cho cô thời gian một tuần nữa. Nếu không, tôi sẽ gặp Tuấn Anh và nói hết mọi chuyện. Sợ quá. Anh nghĩ Tuấn Anh sẽ tin anh sao? Hả? Tôi còn gì để mất đâu. Hả? Tôi sẽ thử một lần thôi. Biết đâu Hạnh Trang vẫn giữ lời hứa với tôi thì sao? Hả? Cái bài của anh cũ quá rồi. Cả anh và Hạnh Trang chỉ là con tốt trong nước cờ của tôi mà thôi. Cô nói gì hả? Ủa gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Nếu như anh làm theo tôi thì anh sẽ có tất cả. Ngồi xuống đi anh. Chú cha chậm lại. Dạ. Bà ơi, sao mà bà buồn như vậy bà? Tự nhiên bà nhớ con Hạnh Trang quá. Dạ. Con nó ở đây suốt ngày tiếu tít. Bây giờ nhà cứ vắng như chùa Bà Đanh. Hay là để con gọi cậu Tuấn Anh xuống để ăn cơm với bà nha. Dạ. Nội cũng đang muốn gặp nó đây. Dạ. Nội muốn đi dạo một lát nha. Dạ. Vậy thì con lấy áo lạnh cho nội. Nội xin lỗi con về chuyện xảy ra hôm trước. Nhưng nói thiệt, nội không thể nào chịu nổi sự tự nhiên quá quắt của Kim Ngân. Con sẽ góp ý với cô ấy.
con định tính sao với Hành Trang? Con vẫn đang tìm cô ấy. Chẳng lẽ bà Năm không biết một chút gì về Hành Trang? Thì nội biết đó. Tính cô ấy vẫn ương bướng vậy. Cô ấy không muốn gặp ai thì cũng không để cho ai biết chỗ ở đâu. Vậy có nghĩa là con sẽ thực hiện lời hứa của ba con với gia đình Kim Ngân? Đâu có nội. Con nghĩ chúng con chỉ có thể làm anh em thôi. Vậy con đã nói rõ điều này với Kim Ngân chưa? Con thấy Kim Ngân cũng không có ý định nhắc đến điều này. Mà thôi, mình về nghe nội. Chiều tối sương xuống rồi lạnh lắm. Đây, ở đây ngon ghê mày. Mày đói. Cảm ơn chị. Ăn đi. Mày ăn đi. Đồ ăn này cũng ngon ha. Ăn con dĩa mày ơi, mày dĩa đi. Rồi, rồi. Sáng ra ăn này nguyên bỉnh, để ăn nhiều vô. Ngon bỉnh. Thu, mai này có đi học không? Alo. Quán ăn Hành Trang hả? Dạ. Dạ chị gọi món gì vậy chị? Cho một cơm chiên và ba hộp mì xào nha. Dạ. Vẫn chỗ cũ đó. Nhớ không? Cái hẻm nhỏ ở chỗ giúp. Dạ 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 đó. Em nhớ rồi. Khoảng nửa tiếng nữa em đem qua liền nha. Rồi nhanh. Dạ nha. Chào chị. Có đưa hàng đâu chị hai? À, một chút nữa nhà em đưa qua người quen giùm chị. Cho cái ly đi chị ơi. Dạ rồi, đợi chút có liền. Má ăn gì chưa? Em mới chạy ngang nhà đó. Má có đồi ra đây với chị. Nói má ra đây chi cho cực. Thì tại má nhớ chị mà. À chị hai. Hả? Hồi sáng giờ bán được không? Ừ cũng được. Từ lúc thấy chị như vậy á, má vui lắm á. Mà em cũng vui nữa. Chứ chị hai ở bên nhà Tuấn Anh hoài, em thấy lo lo. Nhưng mà chị nhớ nội quá. Phải không đó, nhớ nội hay là nhớ cháu của nội? Nghĩ sao mà chị nhớ anh ta vậy? Phải không à nha. À, hay là chị sẽ làm một phần mì ý thật là đặc biệt. Em đem tới cho nội giùm chị nha. Nhưng mà rủi nội hỏi em thì sao? Thì em cứ nói là chị đi làm xa, chị cũng biết nữa. Ủa, nhưng mà em có tiền công không? Công công cái đầu em á. Một lần đi đưa mì, ok. Không, hai lần đi. Bún chết bây giờ. Ok, chị làm đi. Để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tên. Nè, đưa cho nội phần mì ý. Rồi, em đi nha. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh. Dạ con chào ba. Dạ. Cái gì đó Sen? Dạ con cũng không biết nữa. Ai đem mì ý đến trước cổng nhà mình đó bà? Kính gửi bà nội, con gửi tới bà nội hộp mì do chính tay con làm. Bà dùng thử, nếu dở đừng chê con nha. Con rất nhớ nội, chúc nội luôn luôn khỏe mạnh. Rảnh con sẽ ghé thăm nội. Con, Hành Trang. Cô Hành Trang đi mà. Tội nghiệp con nhỏ.
anh chạy hết đồ hộ luôn nè. Để cho anh nhắm cần hả? Chứ sao, nhanh lên nha. Trời ơi, anh nhắm gì nữa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Tôi lo cho cô quá. Ngồi đi em. Cảm ơn anh. Cô lau đũa cho Kim Ngân và cho tất cả mọi người. Món ăn hấp dẫn quá. Mình biết chuyện này sớm muộn gì mình với Tuấn Anh cũng phải cùng nhau đối mặt. Nhưng mình chỉ giận Tuấn Anh luôn tìm cách gây chuyện với mình một cách vô cớ. Tuy mình chấp nhận bản hợp đồng với hắn chỉ vì tiền, nhưng mình cũng có lòng tự trọng của mình mà. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đủ ích kỷ. Trang. Dạ. Quán ăn của con sao rồi? Dạ, dạo này cũng có khách quen ổn định rồi. Còn nhà hàng có gì thay đổi không gì? Mấy đứa nhân viên á sắp phát điên vì cái cô Kim Ngân đó rồi. Cô ta ngang nhiên đưa nhân viên của nhà hàng cô ta vào những vị trí chính thức của nhà hàng để điều khiển. Cứ cái đà này á, chỉ cần Tuấn Anh xây dựng một hệ thống mới thì cái hệ thống cũ cũng thuộc về cô ta rồi đó. Vậy anh Tuấn Anh có biết không gì? Trước đây á, Tuấn Anh không thích cô Kim Ngân mới mượn con cản đường. Vậy mà bây giờ lại làm ăn chung là sao? Trước đây thì khác. Tại Tuấn Anh ít gặp cô ta nên mới nghĩ là không hợp. Nhưng mà bây giờ hai người lại rất ăn ý với nhau. Tình cảm con người mà gì, thay đổi được. Nếu cô Kim Ngân đó mà chính thức vào nhà hàng thì sẽ thôi việc. Gì? Con nghĩ là khi nào Tuấn Anh đề nghị đã. Chứ khi không gì dồn anh ta vào con đường cùng, tội nghiệp lắm. Con có tình cảm với Tuấn Anh rồi hả? Đâu có đâu. Tại nhiều lúc con cảm thấy tội nghiệp cho anh ta thôi. Nhiều lúc thấy con với dì liều thiệt. Nếu như anh ta không phải người tốt, không biết giờ con sao nữa. Có ai mà biết được mày chứ. Gì nè. Thôi, trời lạnh quá. Thôi dì vô ngủ đi. Con về nha. Thôi con về. Dạ, con về nha.
Bác rất mừng cho cháu. Vậy là hai cháu làm chung với nhau. Dạ. Dạ, tụi cháu định thành lập nhà hàng chung à. Chà, quy mô quá. Đúng là tụi trẻ có khác. Như tụi bác và ba cháu y người rồi. Cháu chỉ mong là kiếm đủ tiền để trả lại ngân hàng. Cháu cảm ơn bác rất nhiều vì đã giúp đỡ tụi cháu. Bác thì giúp cháu vậy thôi, nhưng mà quả thật bữa tiệc hôm đó đã gây ấn tượng được với nhiều người, vì vậy cũng rất thuận lợi. Dạ, cảm ơn bác. Trong bữa tiệc đó, hành trang xuất hiện rất là tự nhiên. Và cô ấy... Bà hành trang! Xin mời mọi người. Do đó, cô ấy cũng là một mấu chốt khiến mọi người hài lòng với bữa tiệc. Hình ảnh một cô chủ nhà hàng với cái tạp dề và gương mặt dính lọ. Những nhân viên cô bác, nhất là các bà và các cô gái, rất là nể. Cô ấy đúng là một cô chủ đảm đang, phải không? Bác không đùa cháu chứ? Cháu xin lỗi bác. Cháu tự nhiên. Bác thấy hành trang hết lòng vì cháu. Cháu phải cảm thấy hạnh phúc vì có người vợ biết sống vì mình. Cháu có biết chuyện hành trang đã đến nhà bác không? Dạ. Cô ấy đã lấy lòng được bà xã của bác. Và bác có cảm nhận rằng khi có một hậu phương vững chắc giúp cháu không bao giờ thất bại. Điều này cháu cần lưu ý. Cháu đừng bao giờ phụ lòng cô ấy nha. Dạ. Tụi cháu có quà cho bác à? Cô cậu định làm điều gì đây? Dạ, không có gì đâu bác. Đây là tấm lòng của tụi cháu, mong bác nhận giúp. Dạ, cháu biết bác giúp tụi cháu không phải là vì cái chuyện này, nhưng thật sự đây là một món quà tinh thần cho nhỏ, mong bác đừng từ chối. Thôi được, nhưng mà nếu tôi phát hiện ra có gì đó thì cậu đừng có trách. Dạ, cháu không dám. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, bác về. Chào bác à. Anh à, có ý tin ý ha. Chắc chắn bác Trần sẽ thích món quà đó. Em thấy không, may là mình không bỏ phong bì vào đó. Vì anh biết rằng bác Trần không thích việc đó đâu. Chẳng có ai là không thích tiền cả anh à. Nhưng vì ba anh chơi thân với bác ấy quá, cho nên việc nhận tiền sẽ rất khó khăn. Nhưng bù lại, em đã mua tặng cho bác ấy một món quà có giá trị rồi. Chỉ mong là bác ấy đừng trả lại thôi. Không đời nào. À, hồi nãy bác Trần nói chuyện gì với anh vậy? À, không có gì. Anh đang giấu em chuyện gì đó? Once upon a time at the foot of a great mountain, there was a town where the people known as happy folk lived. Their very existence a mystery to the rest of the world. Chuyện hành trang, ông nói rõ với bà nội chưa? Chưa. Nội vẫn nghĩ chuyện đó là có thật. Lại còn thương xót cô ta nữa chứ. Mà tôi không hiểu làm sao cô ta lại giỏi lấy lòng mọi người như vậy. Tôi thấy ông mới là người quá đáng đó. Quá đáng? Không phải, chính ông xứ tôi còn gì nữa. Nhưng không phải là đối xử với cô ta như vậy. Tôi thấy hành trang đến nhờ tôi bỏ đứa con trong tưởng tượng, mà cứ như cô ta có một đứa con thật sự vậy. Tôi đã nói với ông rồi mà, cô ấy giỏi diễn kịch lắm. Ông càng ngày càng quá đáng đó. Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Nếu ông là cô ta, ông sẽ làm sao? Chắc chắn ông sẽ đợi cả bà nội và ba của ông để nói quỵt tẹt rằng giữa ông và cô ta chẳng có con cái gì cả, rằng ông chỉ thuê cô ta để lừa bà nội và ba của mình. Lúc đó
bà nội ông sẽ rất ngay tại chỗ. Ông tính sao? Tôi thấy cô ấy cũng có tình cảm với gia đình ông và chính cả ông nữa. Nhưng chính cô ấy là người phản bội. Phản bội? Ông tưởng tôi là người bạc tình đến vậy sao? Và đã có lúc tôi mơ thấy mình và Hạnh Trang sẽ hạnh phúc bên nhau, và tôi đã bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Vậy mà cô ấy đã cùng tay trợ lý của nhà hàng lừa cho tôi một vố. Ông có bằng chứng gì không? Không chỉ có bằng chứng mà tôi còn bắt quả tang hai người nữa. Ông có hỏi cô ấy chuyện này không? Tôi nghĩ chẳng có gì để nói cả. Kể cả chuyện cô ta bỏ rơi gia đình tôi, làm cũng chỉ vì hắn thôi. Tôi cũng chứng kiến hai người thì thục với nhau bằng cái điện thoại nữa. Ông có nghĩ đây là một cái bẫy không? Tại sao lại bẫy cô ta? Vì ông. Tôi cũng không biết nữa. Cô biết chuyện Hạnh Trang và Tuấn Anh rồi chứ? Dạ. Thật lòng thì con muốn tới gặp cô để con nói với cô chuyện này. Cô à, Hạnh Trang nó còn nhỏ lắm, nó không biết gì đâu, mong cô thông cảm. Tôi gặp cô hôm nay không phải là để trách cứ về chuyện đó. Vậy là cô bỏ qua cho Hạnh Trang hả? Cô có biết Hạnh Trang đang ở đâu không? Dạ, con không biết Hạnh Trang đang ở đâu. Nhưng có điều là nó chưa có muốn về. Tôi thương con nhỏ lắm. Tôi biết nó còn giận Tuấn Anh và cả gia đình tôi. Nói thiệt, khi mới đón Hạnh Trang về, tôi chỉ nghĩ vì đứa nhỏ mà phải cưu mang Hạnh Trang. Nhưng bây giờ thì lại khác. Hạnh Trang đã là một thành viên không thể thiếu với gia đình chúng tôi và đối với tôi nữa. Hạnh Trang thật là có phước mới được cô yêu thương như vậy. Tìm một người có tình cảm chân thành và thiệt thà như Hạnh Trang thiệt là hiếm. Các cô gái bây giờ làm gì cũng có mục đích riêng của họ. Cô à, theo con nghĩ cậu Tuấn Anh dư sức để tìm người xứng đáng hơn Hạnh Trang. Với lại Tuấn Anh và Hạnh Trang đâu có làm hôn thú gì đâu cô. Dù hai đứa chưa làm hôn thú và Hạnh Trang cũng chưa phải là cháu dâu của gia đình tôi, nhưng đối với tôi, Hạnh Trang đã là một đứa cháu dâu thật sự rồi. Nhưng tiếc rằng tôi nhận ra điều này quá muộn. Cô à, cô đừng tự dằn vặt mình nữa cô. Tôi linh cảm Hạnh Trang vẫn còn ở thành phố. Hôm nọ nó làm mì ý gửi cho tôi. Nó làm mì ý ngon lắm. Dạ. Dạ. Cô có gặp Hạnh Trang, nói là tôi nhớ nó lắm nha. Thank you.
Ông có bằng chứng gì không? Ông có nghĩ đây là một cái bẫy không? Tại sao lại bẫy cô ta? Vì ông... Nhưng càng ngày nội càng nhận ra rằng con nhỏ này hiếu thắng và nhiều tham vọng lắm. Mà con thì lại đang đặt sự nghiệp của mình vào tay con Kim Ngân đó. Anh biết không, đây là sinh nhật vui nhất của tôi đó. Thì không ngờ anh lại tốt với tôi như vậy á. Tôi không có ngủ ở ghế đâu anh ha. Để có ý nghĩa với tôi thế nào? Có ý nghĩa với cô thật sao? Hôm nay là sinh nhật tôi. Lần đầu tiên tôi được nhận món quà là đúng ngày sinh nhật. Và ở đúng nơi mà tôi mơ ước luôn. Tôi thấy là tôi đang nằm mơ vậy đó. Mm-hmm.
Mời vô. Chào anh. Em không có bên nhà hàng hả? Bên em đã đâu vào đó rồi. Chỉ vậy mà làm thôi. Em lo cho nhà hàng anh là chính đó. Nhà hàng anh có vấn đề gì sao? Em thấy nhân viên bên nhà hàng anh cứng đầu cứng cổ quá. Hay là vì anh quá nương tay với họ? Anh thấy họ cũng tốt đấy chứ. Bởi vì anh quá dễ tính. Còn đối với em, tất cả mọi việc đều phải răm rắp. Anh thấy em mới cứng đầu cứng cổ đó. Thôi anh đừng có giỡn nữa. Em có chuyện cần bàn với anh đây. Nếu là việc của nhà hàng thì anh sẵn sàng lắng nghe. Ok. Đây, em muốn chuyển một số nhân viên bên nhà hàng em qua nhà hàng anh. Những bộ phận quản lý chủ chốt. Đủ rồi. Anh nghĩ em có ý đồ xấu à? Không. Nếu nghi ngờ thì anh đâu có nhờ em coi sóc mọi việc. Nhưng nhân viên của anh họ không chịu nghe lời em. Em phải hiểu là mỗi nhà hàng đều có những quy định riêng. Em đừng ép họ theo khuôn khổ của em ngay. Em cần có người giúp mình. Sao? Anh trả lời đi. Có tạo điều kiện cho em hay không? Anh cần phải có thời gian để suy nghĩ. Dạo này công việc của anh bận lắm. Thì anh cứ coi như đây là một đợt tuyển nhân viên mới đi. Có sao đâu. Nếu chỉ là những nhân viên bình thường thì đơn giản. Nhưng em lại muốn ở những bộ phận chủ chốt. Em có ý gì ngoài việc đó không? Ok. Nếu anh đã nói vậy thì em cũng nói thật với anh luôn. Mọi kế hoạch em làm chỉ là nền tảng trong việc hệ thống nhà hàng sau này của anh thôi. Nếu được thì em muốn góp vốn với anh trong kế hoạch này. Việc này anh cần phải bàn với nội và ba nữa. Anh. Thôi, hôm khác nói chuyện nha. Em có gì cần phải đi. Bye anh. Tôi đã nói với anh là phải biết chờ đợi. Cô muốn tôi chờ đợi tới khi nào? Hả? Tôi đúng là thằng ngu nên mới đã theo cô đó. Anh ân hận hả? Từ lúc theo cô tôi được cái gì? Ngoài trừ mấy đồng lương ít ỏi cô trả cho tôi, mà bản thân cô tưởng đó là quá nhiều. Vậy anh mới cố tình phá tôi chứ gì? Phá cô?
phá cô thì bây giờ tôi đâu có ngồi đây với cô đâu. À, hay cô đang tính tống cổ tôi ra khỏi kế hoạch chứ gì? Tôi nói cho cô biết, không dễ đâu. Tôi sẵn sàng đến gặp Tuấn Anh đó. Anh nghĩ tôi không dám đối mặt với Tuấn Anh sao? Nếu có đối chứng với Tuấn Anh thì anh ấy sẽ tin tôi, chứ không bao giờ tin anh. Hạnh Trang còn phải ra đi, huống chi là anh. Anh nghĩ là anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Tôi không nói nhiều nữa. Cô hãy trả lời đi, cô tính sao với tôi? Cái đó còn phải tùy thuộc vào thái độ của anh ra sao cái đã. Cô muốn biết thái độ của tôi chứ gì? Tôi trả lời đây, đó là không hợp tác nữa. Anh không ân hận? Đúng, tôi rất ân hận vì đã nghe theo lời cô. Giỏi lắm. Chào cô. Chào anh. Đúng như Hùng nói, đây là một cái bẫy do chính Kim Ngân đặt ra. Cô ta đã cấu kết với Hải đi lừa mình. Mình đã nghi ngờ quan cho Hạnh Trang, mình phải vạch mặt cô ta. Con chào nội. Con đến chơi đó à? Dạ. Tuấn Anh chưa về. Sao giờ này Tuấn Anh chưa về hả nội? Nội muốn nói chuyện với con một chút. Lên phòng nội đi. Dạ. Con ngồi xuống đi. Dạ. Nội biết chuyện này là tế nhị, nhưng không thể không nói với con để tránh hiểu lầm sau này. Dạ, nội cứ dạy. Nhà hàng Tuấn Anh là nhà hàng mà nội và ba con đã cho Tuấn Anh và Hạnh Trang. Vì vậy Tuấn Anh không thể sáp nhập hoặc là chung vốn với bất kỳ một ai khác. Bởi vì nội nghĩ có thể một ngày nào đó Hạnh Trang sẽ trở lại và chúng sẽ tiếp tục cùng nhau gánh vác và phát triển hệ thống nhà hàng như là Tuấn Anh đang làm hiện nay. Nội vẫn hy vọng về việc đó sao? Đối với cô ta thì nội cương quyết giữ lời hứa. Vậy còn đối với con, đối với nhà của con, lời hứa đó đã có từ trước rồi thì phải. Chuyện giữa con và Tuấn Anh, gia đình nội có lỗi và rất tiếc. Nhưng dù sao đó cũng là ý muốn của cả hai bên. Chứ còn giữa con và Tuấn Anh không hề có tình cảm với nhau. Còn Hạnh Trang và Tuấn Anh, dù sao chúng đã có một cái chung. Nội muốn nhắc tới đứa bé, nhưng mà bây giờ nó không còn tồn tại nữa. Vì vậy nội phải thực hiện lời hứa ban đầu với gia đình nhà con. Thực sự con và Tuấn Anh không phải để dành cho nhau. Con đừng cố công vô ích. Điều đó không phải để cho nội phán xét, mà là anh Tuấn Anh. Con muốn chính anh ta phải nói ra điều này với con. Nội biết con không hề có tình cảm gì với Tuấn Anh, chẳng qua chỉ là tính hiếu thắng và cái dự án mà Tuấn Anh đang làm. Con có thể qua mắt được Tuấn Anh, nhưng không qua mắt được nội đâu. Công nhận nội già, nhưng mà mắt nội vẫn còn tinh tường lắm. Có thể những điều nội nói là sự thật, nhưng con không cần anh Tuấn Anh yêu con. Con chỉ yêu cầu gia đình nhà nội phải thực hiện lời hứa với gia đình nhà con. Con đã nói vậy thì nội cũng nói để con hiểu. Nội không công nhận ai khác ngoài Hạnh Trang là cháu dâu đâu. Nội sẽ tìm bằng được Hạnh Trang về cho Tuấn Anh.
Lúc đó chúng sẽ sinh cho nội những đứa cháu khác xinh xắn hơn, đáng yêu hơn. Con không cần biết anh Tuấn Anh có con với ai. Con chỉ cần tờ giấy hôn thú, danh chính ngôn thuận, hai nhà hàng sáp nhập làm một. Nội, nội biết rồi đó. Nếu như gia đình nhà nội không thực hiện những gì mình hứa thì một gia đình danh giá liệu có chịu được những tai tiếng này không? Tôi nội con về. Tôi cần nói chuyện với cô. Ngay bây giờ sao? Đúng, ngay bây giờ. À, thì ra là anh đã nghe lén, đúng không? Nghe lén? Ừ. Đi với tôi. Anh trả lời tôi cái đã. Tôi nói là cô đi với tôi. Cô đi theo tôi. Buông ra. Hả? Anh làm trò gì vậy? Sen, ra mở cửa. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Anh nói đi. Tôi cảnh cáo cái thái độ của con đối với nội tôi lúc nãy nghe. À, thì ra là anh nghe lén à. Tôi đoán đúng mà. Đừng có bao giờ để tôi phải nghe cái chuyện này một lần nữa. Nếu không, đừng có trách tôi. Cô nghe rõ chưa? Chính nội anh đã làm cho tôi phát điên lên. Anh không thấy hả? Nội tôi nói đúng đó. Sẵn đây, tôi cũng tuyên bố cho cô biết. Tôi sẽ không lấy cô và sẽ không có chuyện hợp nhất giữa hai nhà hàng nữa. Anh nói cái gì? Cô nghe chưa rõ à? Tôi nhắc lại cho cô biết đây. Sẽ không có cuộc hôn nhân và sẽ không có chuyện sáp nhập giữa hai nhà hàng nữa. Cô hiểu chưa? Được. À, nếu cô có lòng tự trọng thì từ giờ trở đi cô đừng có đến nhà tôi nữa. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được. Tôi sẽ làm cho anh và gia đình anh phải ân hận. Cô không ăn được thì đạp đổ hả? Cô ghê lắm. Rồi anh sẽ không cười nổi đâu. Giờ thì tôi mới hiểu rõ bản chất của một kẻ tiểu nhân là như thế nào. Nhờ cô đó. Cảm ơn cô. Cái gì? Anh nói tiểu nhân? Mời anh đứng bên này tôi.
Dạ, con xin lỗi nội. Nếu là chuyện của Kim Ngân thì không cần đâu. Trong mắt nội, từ nay con và Kim Ngân không còn liên quan gì nữa hết. Dạ, con hiểu. Con sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô ta. Cần phải như vậy. Bằng mọi giá, con sẽ tìm hành trang về. Thật nha con. Ông ơi, uống nước trà đi. Ừ. Chắc con Ngân nó về, để tôi ra mở cổng cho nó. Kệ nó, nó có chìa khóa riêng mà. Giờ này nó cũng mệt rồi. Còn với cái, tánh tình ngày càng không giống ai. Kim Ngân. Dạ. Bà muốn nói chuyện với con. Khổ quá à. Con đang mệt mà ba. Sáng giờ phải giải quyết biết bao nhiêu là công chuyện. Toàn là chuyện bực mình không à. Bực mình? Rồi coi ba mẹ không ra gì à. Ông à, giờ con nói mệt rồi, có gì để mai nói nha ông. Xin lỗi ba đi con. Bà nói con biết. Ngay cái chuyện mở cửa cũng vậy. Mẹ con quằn quại suốt ngày, tối rảnh rang một chút cũng không yên với con nữa. Con đâu có bắt má mở đâu. Má không mở con mở cũng được vậy. Không bắt mà con bóp còi in nổi như vậy, ai mà chịu nổi. Ông à, cho con nó đi nghỉ đi. Toàn những chuyện không đâu, cút cái đầu. Con nói gì vậy? Lại. Ngân à, bà nói cho con biết, con đau đầu nhức óc là vì con âm mưu thu tóm làm hại người khác, chứ không phải đau đầu dứt ốc vì làm kiếm tiền về nuôi ba mẹ. Con đừng nói với ba mẹ kiểu đó. Được rồi, con biết rồi. Ba đừng có nói nhiều nữa được không? Ngân, tóm lại là ba không muốn con đưa người về nhà hàng của Tuấn Anh, cho nên ba mới rút giận lên người con như vậy. Sáng mai con rút người về hết. Lẽ ra con phải làm điều này từ lâu rồi. Sáng mai con làm. Con nói thiệt hả Kim Ngân? Giờ con về phòng được chưa? Con đi đi. Ông à, cuối cùng thì con nó cũng nghĩ lại rồi. Tôi cũng nghĩ lại rồi. Về chuyện đính ước của nó, sẽ không có hôn lễ nào cả. Ông nói sao? Anh Bình á, là ân nhân của gia đình ta. Nếu mình muốn ngẩng mặt đứng trước ảnh á, thì không thể để về làm dâu gia đình người ta được. Con cái tính khí ngày càng không giống ai. Mình là cha mẹ, mình không chịu nổi thì làm sao người ta chịu nổi chứ. Thank you.
Chào chị Kim Ngân, tôi nghe đây. Anh thông báo với tất cả các anh em, sáng sớm mai quay về nhà hàng mình hết cho tôi. Sao là như vậy hả chị? Thì cứ làm theo lệnh của tôi đi. Nhớ báo cho họ biết đó. Tôi không muốn bất cứ ai ở lại trong nhà hàng của Tuấn Anh cả. Dạ tôi nghe rồi, chị cứ yên tâm đi. Sẽ không thiếu một ai, thậm chí còn nhiều hơn nữa. À, anh có quen mấy người đầu bếp trong nhà hàng của Tuấn Anh không? Thỉnh thoảng tôi cũng có nói chuyện với họ. Tốt, nếu như anh kéo được họ về nhà hàng mình, tôi sẽ trọng thưởng cho anh. Cứ một người là 2 triệu. Còn những bộ phận khác thì sao? Cũng như vậy luôn. Còn lương của họ sẽ như thế nào? 3 tháng đầu sẽ gấp đôi lương của họ hiện tại ở nhà hàng của Tuấn Anh. Như vậy có cao lắm không chị? Cứ làm theo đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Dạ. Sáng mai mình sẽ gặp tại nhà hàng. Tuấn Anh à, lần này để tôi coi anh chống chọi với tôi như thế nào đây. Chán quá. Alo. Tâm hả? Trời ơi, sao giờ này không đi làm? Hả? Nghỉ việc rồi hả? Trời ơi Ngọc, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em đi làm vậy? Hả? Chết rồi. Dạ chào giám đốc. Chào giám đốc. Dạ, dạ chào giám đốc. Sáng giờ không thấy ai tới làm gì ta. Cô Ánh. Dạ. Cô quản lý gì kỳ vậy? Sao giờ này không ai dọn dẹp là sao? Dạ em cũng không biết nữa. Sáng giờ chỉ có mấy người tới thôi à. Mấy người à? Vậy họ đâu? Dạ, ở dưới bếp, phụ dì Năm có việc gì đó anh. Sao lại dưới bếp? Dạ tại vì em nghe nói ở dưới bếp cũng có mấy người thôi hả? Chị, giờ sao chị? Thiệt giờ chị không biết làm sao nữa. Chào giám đốc. Dì Năm. Dạ chào giám đốc. Thế này là thế nào? Xin lỗi giám đốc, nhưng thiệt tình là tôi chỉ có 2 phụ bếp, không thể nào chuẩn bị được hết đồ ăn cho bữa tiệc trưa nay. Tôi không hỏi chuyện đó. Ý tôi là các nhân viên trong bếp đâu hết rồi? Dạ. Dạ thưa giám đốc, có anh Hoàng, chủ bữa tiệc trưa nay muốn gặp ạ. Tôi ra đây. Chút xíu tôi quay lại. Dạ. Anh vui lòng đợi chút, giám đốc tới liền ạ. Xin giới thiệu với anh. Đây là dạ, anh Tuấn Anh, giám đốc nhà hàng. Dạ thưa giám đốc, đây là anh Hoàng, chủ bữa tiệc trưa nay. Anh Hoàng có chuyện muốn trao đổi với anh. Mời anh vô phòng tôi. Dạ. Dạ chào, mời cô. Anh có chuyện gì mà anh Hoàng phải đích thân tới đây vậy? Như vậy anh Tuấn Anh à, trước tiên tôi phải xin lỗi anh vì chuyện tôi sẽ nói sau đây có thể làm anh thấy phiền lòng. Tôi đang nghe anh đây. Tôi sẽ phải hủy bữa tiệc trưa nay tại nhà hàng của anh. Anh à. Anh nói cái gì? Hủy bữa tiệc là sao? Thiệt tình tôi cũng không muốn làm chuyện này, vì từ trước tới giờ tôi cũng đã dự khá nhiều bữa tiệc tại đây và thấy nhà hàng của anh phục vụ rất tốt. Nhưng đây là quyết định của bà xã tôi anh à. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho bữa tiệc trưa nay của anh,
vậy mà anh nói hủy là hủy không vậy à? Tôi chấp nhận mất khoản tiền đã đặt cọc. Vấn đề bây giờ không phải là tiền, mà tôi chỉ muốn biết lý do tại sao vợ chồng anh lại hủy bữa tiệc. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết điều đó chứ. Là do cô Kim Ngân, giám đốc của nhà hàng. Xin lỗi anh, nhưng cô ta chưa bao giờ là giám đốc ở đây cả. Thì bữa trước vợ chồng tôi tới đây đặt tiệc, cô ấy đã nói như vậy. Sáng sớm nay cô Kim Ngân có đến nhà tôi và nói là cô ấy mới chuyển nhà hàng. Cổ còn nói là cổ mang theo tất cả các đội ngũ đầu bếp cùng với các nhân viên phục vụ tốt nhất ở nhà hàng anh qua đó. Cô ấy mời chúng tôi chuyển bữa tiệc sang nhà hàng Kim Ngân để được phục vụ tốt hơn. Và cổ hứa chúng tôi sẽ nhận được một nửa giá tiền khuyến mãi. Và vợ tôi đã bị cô ấy thuyết phục. Tôi biết chúng tôi làm như vậy là không phải, nhưng bữa tiệc trưa nay là tiệc sinh nhật của vợ tôi. Tôi không muốn làm trái ý của cô ấy, anh à. Tôi thành thật xin lỗi anh và mong anh thông cảm. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Giờ xin phép anh, hy vọng là anh còn kịp lệnh cho nhân viên của anh ngừng việc chuẩn bị tiệc lại để tránh thiệt hại cho nhà hàng. Lần sau có dịp nhất định tôi sẽ tới ủng hộ nhà hàng anh. Chào anh. Lễ Tân đó à? Dạ. Nói gì Năm dừng ngay tất cả việc chuẩn bị tiền lại, lên phòng tôi có việc gấp. Dạ. Em bố trí công việc xong hết chưa? Dạ, dạ chào hai bác. Dạ hai cháu. Em phải sắp xếp công việc theo ý của chị Kim Ngân đó nha. Dạ. Không thôi chị la đó. Em biết rồi. Chào dạ. Mọi người. Dạ chào hai bác. Dạ chào hai bác. Dạ chào hai bác. Dạ chào hai bác. Anh yên tâm rồi nha. Con Kim Ngân nó đã rút hết các nhân viên quay về đây thật rồi đó. Cháu tên gì? Dạ cháu tên Khánh ạ. Chắc là mới đi làm phải không? Dạ hồi trước cháu làm ở nhà hàng Tuấn Anh, nhưng chị Kim Ngân kêu qua đây làm lương cao hơn ạ. Cái gì? Trước làm nhà hàng Tuấn Anh? Dạ. Kim Ngân kêu qua đây? Dạ. Ngoài cháu ra còn ai nhà hàng Tuấn Anh qua đây nữa không? Cháu cứ nói thiệt đi, không có chuyện gì đâu. Hai bác đây là ba mẹ của chị Kim Ngân mà. Dạ thưa hai bác còn hơn chục người nữa ạ. Cái gì? Còn hơn chục người nữa? Họ đâu? Dạ chủ yếu là họ đang ở dưới bếp hết ạ. Được rồi, cảm ơn cháu. Làm việc tốt nha Khánh. Dạ. Đó, bà thấy con gái bà chưa? Nó thật là quá quá. Nó muốn tôi điên lên mất. Ông à, để tôi hỏi con xem chuyện này là như thế nào. Ừ, chiều ghé nhà hàng tôi đi rồi mình tổ chức tiệc mừng luôn nha. Ok, chuyện nhỏ thôi mà. Thôi nha, tôi cúp máy. Kim Ngân, con định dở trò gì để hại Tuấn Anh đây hả? Sao riết rồi con coi ba má không ra gì? Càng ngày á con càng không nghe lời ba má là sao? Kìa ba, ba từ từ đã. Ba má ngồi xuống ghế đi. Không cần. Ba muốn con nói rõ mọi chuyện mà con đang làm cho ba biết. Biết rồi, bà không hiểu nổi con. Tại sao con lại lôi kéo người của Tuấn Anh về đây hả Kim Ngân? Con còn hiểu con làm như vậy sẽ khiến cho nhà hàng của Tuấn Anh rơi vào khủng hoảng sao? Con biết, và con muốn làm điều đó. Con muốn anh ta phải trả giá vì đã làm tổn thương và cản trở con. Nghe má đi Kim Ngân, con thôi những cái trò hiếu thắng đó đi. Tất cả những chuyện con làm đều là sai trái hết rồi. Rồi đây, con sẽ trả giá tất cả những gì con đã gây ra. Có thể là ba đúng, nhưng trước khi điều đó xảy ra với con, con muốn anh ta phải trả giá trước. Ông à,
Thôi bà ông. Dậy. Kim Ngân à, con sai rồi đó, con rất sai rồi đó Kim Ngân. Hãy suy nghĩ lại đi con. Má mở sổ coi kỹ lại giùm con coi đủ chưa. Bãi cơm chiên cá mặn với ba mì ý nữa đó con. Dạ. Tình hình sao rồi? Dạ, thưa giám đốc, có 4 bàn, chừng 30 khách à. Kim Ngân gọi, Kim Ngân gọi. Ok đi Tuấn Anh, ok đi. Alo. Em đây. Cô còn trơ tráo tới mức dám gọi điện thoại cho tôi nữa hả? Tôi nể cô thiệt đó. Nghe dân tình đồn rằng anh sắp bán nhà hàng đúng không? Cho nên em chỉ gọi hỏi thăm thôi. Giá bao nhiêu vậy anh? Chẳng có dân tình nào ngoài cái miệng lưỡi độc địa của cô. Cô cứ chống mắt lên mà chờ đi. Nhà hàng của tôi sẽ không bao giờ thất bại đâu. Chào bác. Dạ xin mời các bác vào trong ạ. Cảm ơn. Xin mời anh. Dạ xin mời. Dạ. Ba. Chào. Dạ con. Chào bác. Chào con. Chào bác. Ba. Ba đến sao không cho con biết trước? Con chuẩn bị phòng VIP cho ba. Đây là cô chú các bác, bạn của ba. Đại gia đó. Dạ. Vô con. Dạ xin mời. Mời các anh. Mình đi mấy ông. Xem ra anh vẫn còn danh gian lắm. Hãy đợi đó. Alo anh Hải hả? Tôi có tin mừng muốn báo cho anh đây. Đến văn phòng tôi nhận việc gấp nha. Dạ xin lỗi anh chị. Má tôi hơi mệt nên không thể tiếp anh chị được. Má tôi gửi lời thăm anh chị. Cho vợ chồng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác. Dạ, cảm ơn chị. Hình như anh chị có chuyện gì muốn nói. Dạ đúng. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây để xin lỗi anh và gia đình. Xin lỗi? Vâng. Chúng tôi xin phép được quỷ chuyện đính ước giữa Kim Ngân và Tướng Anh anh à. Con gái chúng tôi tánh tình ngày càng thay đổi,
chắc tôi không thể làm vợ hiền dâu thảo cho gia đình anh được nữa. Vì vậy chúng tôi đến đây xin lỗi anh và xin phép được ủy chuyện đến ước để tránh chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Mà con gái tôi không thể lường trước được. Vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Vì anh là chỗ ân nghĩa của gia đình tôi, tôi không thể để cho con nhỏ Kim Ngân nó bước chân vào đây làm xáo trộn mọi thứ lên được. Mong anh và gia đình thông cảm và tha lỗi cho chúng tôi. Tất cả những gì Kim Ngân đã gây ra, lỗi phần lớn là do vợ chồng của tôi. Ngay cái chuyện nó lôi kéo nhân viên của nhà hàng Tuấn Anh qua nhà hàng đó cũng vậy. Tôi thấy bọn trẻ cũng nông nổi lắm, cũng dễ hiểu thôi anh. Tùy anh. Theo tôi thì anh xử nó mạnh tay cũng được. Anh coi như nó không phải là con gái của chúng tôi. Cho đến lúc này tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng anh à. Kim Ngân nhà tôi nó quá tham vọng và hiếu thắng. Thật tình là nó đáng bị trừng phạt anh à. Tôi sẽ không làm chuyện đó. Tốt lắm. Bắt đầu kể từ đây, anh đã trở thành quản lý của nhà hàng. Anh sẽ chuyên lo về mảng chăm sóc khách hàng và quảng bá hình ảnh của nhà hàng. Dạ. Sao? Bây giờ anh đã thấy tôi không hứa suông với anh rồi chứ? Dạ, trước đây tôi có hơi quá lời với chị. Tôi xin lỗi chị. Không sao. Tôi không để bụng đâu. Và cũng không cần nhận lời xin lỗi của anh. Tôi cần anh làm một việc. Coi bộ anh cũng còn đề phòng tôi dữ quá ha. Đâu có đâu. Thật ra thì việc này cũng nằm trong phần việc của anh thôi. Là việc gì? Chị nói đi. Tôi muốn anh qua nhà hàng Tuấn Anh. Làm cách nào tùy anh, miễn sao tiếp cận được với khách hàng và kéo hết khách về nhà hàng mình. Tôi sợ là khách họ không chịu đâu. Có khó gì đâu. Thì anh cứ nói là đầu bếp và nhân viên của nhà hàng họ đã về nhà hàng mình hết rồi, khuyến mãi 50% thì họ sẽ ok thôi. Anh Hải à, đây là công việc đầu tiên của anh đó.
Dạ thưa giám đốc, có người vừa gọi điện đặt tiệc 200 khách vào ngày mai ạ. À, mình phải trả lời làm sao với họ đây ạ? À, ngày mai hả? Dạ ngày mai. Giám đốc quyết định giùm em để em trả lời với người ta, tại vì hẹn 5 phút nữa người ta sẽ gọi lại. Tình hình này làm sao có thể đáp ứng được chứ? Giám đốc quyết định đi giám đốc, để em còn trả lời với người ta nữa. Thì cô kiếm lại cái lý do nào đi, tôi không nghĩ được gì nữa. Dạ dạ, để tôi gọi. Alo. Dạ à, em xin lỗi anh ạ. À, em quên là ngày mai nhà hàng em rất đông khách. Em thành thật xin lỗi anh. Dạ xin phép chào anh. Dạ chào giám đốc. Dạ chào giám đốc. Em cho chị mượn điện thoại. Dạ đây thưa chị. Chào chị. À, tôi muốn đặt một cái tiệc buffet hải sản mừng sinh nhật công ty tại nhà hàng chị có được không ạ? Dạ, chị đặt bao nhiêu khách? Và khi nào vậy chị? Dạ, tối ngày mai. Khoảng 300 khách thôi ạ. Dạ xin lỗi chị, nhà hàng chúng tôi không chuẩn bị kịp, mong chị thông cảm. Nhà hàng chúng tôi rất mong được đón tiếp trong dịp khác ạ. À. Vậy à? Tôi nghe nói nhà hàng chị nổi tiếng lắm mà, sao làm ăn dở ẹt vậy? Có cái tiệc đơn giản vậy mà cũng không chấp nhận là sao? Đóng cửa đi là vừa. Toàn những hợp đồng béo bở. Kỳ này anh sẽ phải tiết nhỏ máu mắt ra cho mà coi. Cảm ơn em nha. Dạ không có gì chị. Ủa, dì Năm. Chào chị. Vô uống nước gì? Dạ. Dì Năm. Ừ. Ủa, sao bữa nay dì về trễ vậy? Bộ nhà hàng đông khách lắm hả dì? Ngược lại, không có khách nào hết á. Sao kỳ vậy dì? Dì chắc là do con Kim Ngân nó giở trò gì đó. Vậy hả dì? Má, con qua nhà dì Năm tí nha. Vậy thôi tôi đi nha. Dì về. Dạ. Con. Con đi nha má. Ủa, sao chuyện nhà hàng của người ta mà chị con sốt sắng dữ vậy kìa? Thôi, kệ chị hai con đi má ơi. Đây nè anh coi đi. Trung bình đó là khách hàng á chỉ đặt cọc khoảng từ 20 hoặc cùng lắm là 30% giá trị buổi tiệc thôi anh à. Nhưng mà nếu khách hàng á mà tới giờ chót cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng, cho dù mình nhận tiền đặt cọc của người ta, thì em cũng thấy mình sẽ lỗ rất nhiều so với tiền mua nguyên liệu. Nhưng mà hiện tại á, gian bếp nhà hàng mình chỉ còn có dì Năm và hai phụ bếp thôi, chỉ đủ phục vụ cho khoảng 100 khách trong cùng một thời điểm. Với lại
em coi lịch rồi. Trong tuần tới mình đâu có cái hợp đồng nào đâu anh. Thực tế là nhà hàng mình đang bị khủng hoảng, mấy ngày nay không có khách anh ơi. Nếu mà duy trì cái tình trạng như vậy á, thì em nghĩ rằng mình sẽ bị lỗ. Là quản lý ở đây, em không muốn cái tình trạng này xảy ra đâu anh. Vì vậy em mới định đề xuất với anh là mình cứ tạm thời đóng cửa nhà hàng được không anh? Em nghĩ á, là trong thời gian đó mình sẽ tuyển thêm nhân viên rồi củng cố cho các vị trí. Khi nào nhà hàng ổn định thì mình sẽ hoạt động lại bình thường được không anh? Thôi được rồi, tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người trước khi quyết định. Cô cho triệu tập tất cả mọi người đến đi. Dạ, dạ. Má thấy lo cho Tuấn Anh quá. Một mình chèo chống đến mức ốm cả người đi. Hay là con giúp nó một tay đi. Má yên tâm đi, nó chưa mở lời nói với con, có nghĩa là nó chưa cần con giúp sức. Con nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để thử thách năng lực của nó má. Vậy là không ai trong chúng ta đưa ra được một giải pháp nào khả thi và cụ thể để duy trì sự hoạt động của nhà hàng. Tôi rất buồn, nhưng cũng phải thông báo với tất cả mọi người, kể từ ngày mai nhà hàng của chúng ta sẽ tạm thời đóng cửa. Tạm thời nghĩa là bao lâu thưa giám đốc? Cho tới khi nào có đủ nhân viên. Tôi không phản đối quyết định của giám đốc, nhưng tôi nghĩ là giám đốc nên đề ra một cái mốc về thời gian thật cụ thể thì sẽ tốt hơn. Thí dụ như là một tuần hay là nửa tháng. Tôi cũng muốn như vậy lắm, nhưng tới lúc đó lỡ chưa có đủ nhân viên để đảm bảo cho việc phục vụ trở lại của nhà hàng, vậy thì biết làm sao đây. Vậy nên mọi người hãy về nghỉ. Chừng nào quay trở lại làm tôi sẽ thông báo sau. Trong thời gian nghỉ tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ. Chào giám đốc. Dạ chào giám đốc. Chào giám đốc. Giám đốc à, tôi thật sự rất buồn khi phải chứng kiến những chuyện đang xảy ra, nhất là khi phải nghe cái quyết định buông xuôi của giám đốc. Tôi hoàn toàn không thể làm việc khác nữa. Có chắc là như vậy không? Tôi chắc là Hạnh Trang nó cũng không muốn chứng kiến cái sự thất bại này của giám đốc đâu. Dì biết Hạnh Trang ở đâu đúng không? Dì nói với tôi đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Xin lỗi, nhưng mà tôi đã nói là Hạnh Trang không muốn chứng kiến sự thất bại của giám đốc mà. Nhưng có một mình tôi biết làm gì hả dì Năm? Tôi sẽ giúp giám đốc, nhưng mà giám đốc phải cho tôi toàn quyền quyết định tuyển chọn đầu bếp mới và thay đổi những món ăn theo cách Hạnh Trang đã làm. À, tôi giao toàn quyền quản lý bếp cho dì Năm nữa. Ừ.
Alo. Sao? Nhà hàng Tuấn Anh sắp đóng cửa rồi hả? Ba đứa học chung một thầy phải không? Sao dì biết hay vậy? Hơn dì có món ăn giống hệt nhau mà. Dạ, tụi con học chung lớp nấu ăn với nhau và cũng chơi thân với nhau nữa. Tụi con rất muốn được làm việc chung với nhau dì à. Ừ, hay đó. Tụi con có được nhận vô đây không dì Năm? Ba đứa có mang hồ sơ theo không? Dạ, tất nhiên là có rồi dì. Đợi dì Năm chút. Thưa giám đốc. Sao hả dì Năm? Được thêm 3 người nữa à? Wow. Đây là tiền thưởng của anh vì làm rất tốt trong việc kéo khách. Dạ, cảm ơn chị. Sao? Anh vẫn còn để mắt tới nhà hàng Tuấn Anh đó chứ? Dạ còn chị. Hiện tại thì nhà hàng đang ngưng hoạt động, nhưng mà Tuấn Anh và dì Năm bếp trưởng đang tích cực tuyển nhân viên mới đó chị. Tuyển nhân viên hả? Dạ. Anh Hải nè. Dạ nghe chị. Sau khi nhà hàng Tuấn Anh hoạt động trở lại, tôi e là anh sẽ không có được những khoản tiền lớn như vậy đâu. Nếu như anh không nghĩ ra được những cách gì hay ho ngay từ bây giờ. Ý chị là sao ạ? Không có gì đâu. Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi. Một mình anh mà phải nuôi cả một gia đình thì rất tốn kém. Vì vậy những chiếc phong bì thế này sẽ rất là có giá trị và ý nghĩa, đúng không? Dạ đúng. Đừng có giả suông với tôi như vậy. Cái giả đó không kiếm ra tiền được đâu. Anh là quản lý của nhà hàng này, tại sao anh không suy nghĩ ra một công việc gì đó có lợi cho công việc của anh cũng như có lợi cho công việc của nhà hàng? Dạ thì tôi cũng đang nghĩ đây. Đơn giản thôi mà, có gì mà phải suy nghĩ nhiều vậy. Để tôi ví dụ cho anh biết nha. Chẳng hạn như anh gài người vô nhà hàng Tuấn Anh. Như vậy thì anh sẽ biết được tất cả những thông tin của nhà hàng Tuấn Anh mà không phải nhọc công phí sức gì cả. Chị ơi, không được đâu. Tôi nghe nói bà Năm bà kiểm tra lý lịch và trình độ của nhân viên kỹ lắm. Đó là với nhân viên bếp thôi. Vô đi. Dạ thưa, tuyển thêm được 3 người nữa. Dạ, dạ chào anh. Các cậu ngồi đi. Dạ, dạ cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Tốt lắm. Vậy là 3 ngày nữa các cậu quay lại đây. Lúc đó chúng ta sẽ ký hợp đồng làm việc với nhau nghe. Dạ. Hẹn gặp lại các cậu. Xin phép anh tụi em về. Dạ chào anh.
Tụi con chạy về Nam. Dạ tụi con về Nam. Tụi con về nghe. Dạ. Dạ. Ba thằng này ngộ thiệt á. Có ba cha ba mẹ khác nhau, vậy mà ba thằng ăn nói giống hệt nhau á. Kể cũng lạ. Trời, giám đốc làm hết hồn à. Giám đốc, có thêm ba cậu này á, phần bếp của mình ổn rồi đó giám đốc. Dạ, các bộ phận khác cũng sắp đủ người rồi. Mình nhận hết hồ sơ ngày mai, rồi ngày mốt chúng ta sẽ phỏng vấn. Ủa, có phỏng vấn nữa hả? Có chứ, nhưng mà chỉ với nhân viên lễ tân và bên phục vụ thôi. Dạ. Bếp đủ người là được rồi. Các bộ phận khác có thiếu thì ta bổ sung sau cũng được. 3 ngày nữa ta sẽ hoạt động trở lại. Lúc đó tôi sẽ in thiệp mời để mời tất cả các khách hàng quen thuộc ở nhà hàng mình tới dự lễ khai trương. Và sau đó tôi sẽ mở đợt khuyến mãi đồ uống miễn phí để phục vụ khách hàng. Chị Nam thấy sao? Hay đó giám đốc. Tèn 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 tèn. Cái này của nội nè. Cái này của ba. Rất hân hạnh được đón tiếp 2 thượng khách. Còn lắm trò thiệt á. Nội à, nội nhớ giữ tấm thiệp này làm kỷ niệm nha. Sao rồi, con gửi hết thiệp cho khách khứa chưa? Thì ba đang giữ một trong những tấm thiệp cuối cùng đó. À ha, thì ra thượng khách mà nó mời cuối cùng đây. Thì thượng khách là người nhà mà nổi. Cái thằng này. Được không ba? Đẹp không? À, thấy chưa? Xin mời. Tuấn Anh cháu giỏi lắm. Dạ, cũng nhờ mọi người giúp đỡ nhiều mà bác. Cháu khiêm tốn quá. Con mời bác. Xin mời. Mời, xin mời. Dạ xin mời, cứ tự nhiên nghe. Dạ mời anh ạ. Tuấn Anh, anh sẽ không vui vẻ được lâu đâu.
Nam. Ừ, dì Nam ngồi đây. Cảm ơn con. Uống nước đi dì. Sao, chắc đang sốt ruột về nhà hàng của Tuấn Anh phải không? Dạ đâu có, con sốt ruột chờ dì về đó. Phải không? Dạ. Nhìn cái mặt của con á, là dì biết là con muốn hỏi về nhà hàng Tuấn Anh hôm nay ra sao rồi chứ gì. Nghe tôi nói nè, nhà hàng hôm nay mở cửa hoạt động trở lại rồi, đông vui lắm. Khách khứa tới dự tiệc thật là đông, đặc biệt là phong cách phục vụ và những món ăn được khách khen rất là nhiều. Dì tin chắc chắn sắp tới nhà hàng Tuấn Anh sẽ nhận được nhiều hợp đồng lớn nữa. Thiệt hả dì? Dạ thiệt hả dì? Vậy mà hỏi có quan tâm không là không quan tâm. Dì này. Dì sao? Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ chú vào trong đi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để chào đón đôi quyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Xin mời chú rể Hồ Ân và cô dâu Thanh Huyền. Nè, dạ chào giám đốc. Bàn kia chưa có thức ăn, dọn lên đi. Dạ. Khẩn trương lên đi, nhanh lên đi, cố gắng lên nghe. Sắp xong chưa chị Năm? Dạ mong cưới đi giám đốc. Đây là tiệc cưới đầu tiên tổ chức ở nhà hàng chúng ta từ khi nhà hàng hoạt động trở lại. Mong mọi người sẽ hết sức cố gắng để phục vụ thực khách, cho thực khách hài lòng ha. Dạ không cần giám đốc nhắc nhở, tất cả chúng tôi cũng biết mà. Dạ mời chú. Sao đau bụng quá vậy? Hả? Bị sao vậy? Có sao không em? Có sao không? Sao đau bụng quá vậy? Có sao không em? Có sao không em? Lẹ lên! Cấp cứu mau lên! Chủ nhà hàng đâu? Có chuyện gì vậy ta? Lẹ đi! Chuyện cấp cứu mau lên! Thôi, bị ngộ độc rồi! Nhà hàng gì đó? Nhà hàng gì ra? Trời ơi! Nhà hàng gì kia vậy? Bình tĩnh, chuyện gì vậy? Người bình tĩnh, có chuyện gì đi? Tránh ra! Ai gọi giùm cấp cứu đi? Mau lên! Gọi giùm đi! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Cái gì? Như vậy mà anh kêu bình tĩnh hả? Bình tĩnh đi. Có chuyện gì chúng tôi sẽ giải quyết mà. Hàng làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Họ hàng và quan khách của chúng tôi ăn thức ăn đều bị ngộ độc hàng loạt. Chắc là có sự hiểu lầm nào đó. Đã anh như vậy mà nói hiểu lầm hả? Thực phẩm của chúng tôi luôn lấy từ những nguồn đảm bảo mà. Bảo mà như vậy hả? Anh nói sao là như vậy? Cái gì? Cậu không thấy là khách của tôi bị ngộ độc hay sao mà cậu nói là hiểu lầm? Bây giờ cậu thích sai gì mà đảm bảo? Đúng rồi. Nói là đảm bảo. Bình tĩnh đi. Mà bây giờ khách của tôi bị ngộ độc hết trơn vậy nè. Cậu thích sao? Được rồi, mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải quyết. Mọi người bình tĩnh. Chính ra. Từ từ. Ngồi đây nè anh ơi. Rồi, đỡ lên. Được rồi anh, sao? Không biết có sao không anh? Không sao đâu. Vào anh chị. Mời anh chị vào trong để làm việc.
Đó, chủ nhà hàng đó. Xin lỗi, anh có phải là chủ nhà hàng không vậy? Hả? Đúng rồi. Vậy phiền anh triệu tập bà bếp trưởng ra cho tôi gặp một chút. Dạ. Sao? Xong rồi à? Tốt lắm. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ lấy mẫu thức ăn để đem đi xét nghiệm. Trước khi có kết quả chính xác nhất, nhà hàng sẽ bị đình chỉ hoạt động để điều tra. Toàn bộ nhân viên của nhà hàng tạm thời nghỉ việc. Đúng rồi, làm ăn như vậy đóng cửa đi là phải rồi. Mời anh đọc lại biên bản rồi ký vô đây. Tìm đi là vừa. Đi con. Dạ. Thank you. Alo. Alo. Bà Phương hả? Sao giờ này bà vẫn còn ở nhà vậy? Ai đó? Nhà hàng Tuấn Anh làm ăn phi pháp, cho nên sắp bị đóng cửa rồi. Cũng cháu của bà hình như cũng bị công an tóm luôn rồi. Má, tôi có sao không bác sĩ? Dạ. Bác bị nhồi máu cơ tim đột ngột, giờ thì đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà cần phải có thời gian để hồi phục. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Không có gì, đây là công việc bình thường của chúng tôi mà. Mẹ, mẹ. Gia đình đừng có làm ồn, để cho bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi. Bệnh nhân chưa tỉnh lại được đâu, cứ để cho bà ấy nghỉ ngơi ha. Ba. Đầu con sao rồi ba?
Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải chờ thời gian, nỗi con mới hồi phục. Lỗi, lỗi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao vậy chứ? Ba biết con rất đau lòng vì chuyện xảy ra với nhà hàng và nội con. Ba cũng vậy. Nhưng trong lúc này phải thật bình tĩnh và phải biết chờ đợi con à. Ba, bác sĩ nói nội con bị nhồi máu cơ tim sao? Đúng vậy. Chắc phải có nguyên nhân nào khiến nội con bị sốc nên nội con mới bị như vậy. Có thể con nói đúng. Như sáng nay ba thấy nội vẫn bình thường kia mà. Sen à? Dạ. Lúc bác ở trên phòng á? Dạ. Con có thấy bà có vẻ gì khác lạ hay mệt mỏi gì không? Dạ không. Con thấy bà vẫn vui vẻ. Bà còn kêu con á là nấu canh cho bác ăn nữa. Bác ơi, có khi nào bà bị như vậy là do bà nghe điện thoại không bác? Ai gọi? Điện thoại nào? Dạ, con cũng không biết nữa. Vì lúc đó con đang làm giỏ tay trong bếp, nghe tiếng chuông điện thoại reo. Con chưa kịp ra bắt máy thì con đã nghe tiếng bà ở phòng ngoài rồi, cho nên con không có bắt nữa. Một lúc sau là con nghe tiếng đổ vỡ, thì ra là bà đã té. Kim Ngân, không lẽ là cô ta? Ba, con xin phép đi một chút.
Alo. Alo. Kim Ngân hả? Tôi cần gặp cô. Sorry, em đang bận tiếp khách. Hẹn gặp anh sau nha. Bây giờ thì tôi mới hiểu được bản chất của một kẻ tiểu nhân là như thế nào. Nhờ cô đó. Cảm ơn cô. Cái gì? Anh ai là tiểu nhân? Ủa, sao bữa nay về sớm vậy gì? Còn việc đâu nữa mà làm. Ờ, gì nói vậy là sao? Có chuyện rồi con ơi. Cậu tô phở nè, cậu ăn tạm đi. Từ chiều tới giờ cậu đâu có ăn uống gì đâu. Nghe cậu. Cứ để đó, lát nữa tôi ăn. Dạ thôi, bây giờ cậu ăn liền đi, cho nóng. Để bà đó, em lo cho nha. Đi cậu. Cuối đầu tiên tổ chức ở nhà hàng chúng ta từ khi nhà hàng hoạt động trở lại, mong mọi người sẽ hết sức cố gắng để phục vụ thực khách cho thực khách hài lòng ha. Dạ không cần giám đốc nhắc nhở, tất cả chúng tôi cũng biết mà. Ừ.
hai mì xào nè. Cảm ơn. Ủa, dì Năm. À, chị. Dì ngồi đi. Dạ. Tôi đang dở tay, dì đợi một chút rồi tôi lấy nước dì uống nghe. Không cần đâu, chị cứ làm đi, khi nào khác tôi tự lấy tôi uống. Chị à, Hạnh Trang đi giao hàng rồi hả chị? Ờ, nó về tới liền giờ đó. Dạ. Ủa, dì Năm mới tới hả? Ờ. Bữa nay con thấy dì mệt lắm đó. Chắc có lẽ tại đêm qua dì mất ngủ. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì dì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lỡ như bệnh rồi có phải khổ không? Dì cũng biết là như vậy, nhưng mà thật sự không tài nào dì ngủ nổi. Cả đêm qua dì cứ dằn vặt, không biết là mình đã sơ suất ở khâu nào mà lại để chuyện đó xảy ra. Đó là lỗi của dì con à? Không, con đã nói rồi, đó không phải là lỗi của dì. Tính tiền đi chị ơi. Con qua tính tiền đi, má con đang bận kìa. Tôi tới. Dạ. Liền. Má xong rồi, con cứ ngồi nói chuyện với dì đi, để đó má tính. Dạ. Cho từ ngày giúp coi cái quán ăn này, dì thấy má con khỏe hẳn lên đó. Cảm ơn chị nha. Chắc là do tinh thần thoải mái đó dì. Tụi mình đi nha. Hạnh Trang nói đúng đó, tinh thần thoải mái là vô cùng quan trọng. Hồi trước tôi nằm một chỗ, dì cũng khuyên tôi là phải lạc quan mà. Bây giờ có chuyện không may xảy ra, dì cũng nên giữ cái tinh thần đó chứ. Nhưng thiệt tình đầu óc tôi lu bu quá chị à, lạc quan không có nổi. Bao nhiêu năm gắn bó với nhà hàng Tuấn Anh này, chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra, vậy mà bây giờ. Con nghĩ dì nên xem xét lại mọi vấn đề. Rất có thể đây là một cái bẫy mà người ta cố tình cài sẵn để hại nhà hàng. Dì cũng có linh cảm như vậy, nhưng mà thật sự dì không thể nào lý giải được nguyên do. Rõ ràng là dì đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn từng đầu bếp. Con hiểu. Nếu chúng không thể cài người vô bếp của dì để giở trò phá đám thì chắc chắn là chúng đã cài vô khâu khác rồi. Nghĩ ra rồi, chắc chắn đó là khâu vận chuyển thức ăn từ bếp ra. Nhất định chúng đã cài người vô đội ngũ nhân viên phục vụ. Cũng có thể lắm. Đúng rồi, bởi vậy chỉ mới có hai bàn khách bị ngộ độc thôi. Ừ, chắc chắn đó là hai bàn mà người ta thừa cơ bỏ đập vào. Ừ, sau khi mà thức ăn từ bếp ra. Dạ. Có gì mà dì nghĩ không ra, dì sẽ báo công an. Khoan đã dì, đó chỉ mới là suy luận của mình thôi. Nếu muốn báo công an thì phải có chứng cứ rõ ràng chứ. Mà biết đâu công an họ đã nghĩ ra điều đó trước mình. Hạnh Trang nè, con có thể cùng dì điều tra rõ sự việc này không? Dạ, con xin lỗi. Nhưng... Alo, bác ăn Hành Trang xin nghe. Dạ. Dì thông cảm cho con, anh ta đã xúc phạm con. Dì thấy đó, giữa con với anh ta bây giờ
không có sự ràng buộc nào hết. Còn con không muốn tham gia vào mấy cái chuyện dính dáng tới ta nữa. Chị Năm. Dạ, chào giám đốc. Mời chị vô nhà. Dạ. Chị Năm uống trà đi. Dạ, cảm ơn giám đốc. Hiện tại tôi đâu còn là giám đốc nữa. Với lại đây là nhà tôi, chị đừng có xưng hô như vậy. Dạ. À, dì tìm tôi có chuyện gì không? Dạ là chuyện của nhà hàng thưa giám đốc. Tôi đã nói rồi, dì đừng có xưng hô như vậy mà. Dạ. Dạ thưa cậu, tôi nghĩ là cậu phải rà soát lại tất cả những nhân viên phục vụ mới tuyển của nhà hàng mình. Dì nghĩ họ là thủ phạm? Đó chỉ là nghi ngờ thôi, chứ tôi chưa dám chắc chắn điều đó. Nhưng mà tôi khẳng định với cậu, tất cả các nhân viên trong bếp của tôi, họ không làm chuyện đó. Cậu nghĩ thử xem, ngoài nhân viên phục vụ trong bếp thì chỉ có nhân viên phục vụ ở ngoài, họ là người tiếp xúc với đồ ăn trước khi đem đến bàn của khách. Nếu không phải là họ đã cố tình bỏ thứ gì đó để đầu độc cho khách, thì chẳng lẽ khách hàng họ lại tự đầu độc mình hay sao? Chị nói cũng có lý. Có ai giúp đỡ gì đúng không? Dạ không. Tôi linh cảm là có chuyện này. Vậy hãy nói cho tôi biết đi. Không phải linh cảm của tôi là sai chứ? Dạ đúng. Chính Hạnh Trang đã giúp tôi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Vậy nói cho tôi biết đi. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi xin lỗi cậu, tôi không thể cho cậu biết điều đó. Nhưng tại sao lại không? Tại vì Hành Trang nó nói với tôi là nó chỉ có thể gợi ý về chuyện của nhà hàng, chứ nó không muốn gặp cậu. Vậy chị có thể nói với Hành Trang giúp tôi một câu được không? Dạ. Vậy hãy nói với cô ấy rằng lúc này tôi đang rất cần cô ấy. Không phải vì tôi hay vì nhà hàng, mà vì nội tôi gì à? Nội cậu à? Nội cậu sao? Nội tôi đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Đó. Dạ. Chỉ một chút để cho môi bà khỏi bị khô. Cứ 10-15 phút con làm như vậy một lần nghe. Dạ. Bác ơi. Bà gì? Bà tỉnh dậy rồi kìa. Má nói gì má? Má. Sang. Dạ. Kêu bác sĩ. Dạ. Đi. Má.
Bác sĩ nói là tôi sẽ bình phục sức khỏe nhanh hơn nếu mà có tinh thần được thoải mái và ổn định. Và tôi tin là chỉ có hành trang mới có thể mang tới những điều đó cho nội tôi. Vì biết đó, nội tôi rất yêu quý hành trang. Chị Năm à, vì nội tôi, vậy hãy giúp tôi lần này đi. Hãy thuyết phục hành trang tới thăm nội tôi có được không? Dạ, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn dì. Xin lỗi dì. Dạ. Con đi ba. À, Tuấn Anh hả? Nội con vừa mới tỉnh đó con. Sao? Dạ, dạ, con sẽ vô liền. Xin lỗi dì, tôi phải vô bệnh viện cấp. Nội tôi vừa mới tỉnh lại. Không sao, tôi cũng phải về liền rồi. Có gì cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm nội cậu nghe. Cảm ơn dì. Dạ. Dì cứ tự nhiên. Dạ. Tôi đi thay đồ. Bác sĩ nói nội tôi sẽ hồi phục sức khỏe nhanh hơn nếu có tinh thần được thoải mái và ổn định. Và tôi tin là chỉ có hành trang mới có thể mang tới những điều đó cho nội tôi. Vì biết đó, nội tôi rất yêu quý hành trang. Cháu nó vô liền bây giờ đó má. Cậu. Nội. Cậu, con ngồi đây nè. Nội thấy trong người sao rồi? Nội không sao. Nhà hàng... Nội à, nhà hàng chỉ là chuyện nhỏ thôi nội. Nội đừng có bận tâm. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của nội đó. Tuấn Anh nó nói phải đó ma. Bà ơi, bây giờ cậu Tuấn Anh vô rồi, bà chịu khó uống chút sữa cho mau khỏe nha bà. Cậu, cậu biết không, bà đợi cậu vô á rồi mới chịu cho em pha sữa. Vô đi. Dạ. Vậy con đút sữa cho nội nha. Nội ráng uống hết ly này. Con sẽ nói cho nội một tin này hay lắm. Con nói đi. Nội uống thêm một miếng nữa thôi. Vậy để con đút sữa cho nội nha. Ướp có hạnh trang. Con chào nội. Con chào bác. Chào cô. Hành trang. Con đút sữa cho nội nha. Rồi để con đút sữa cho nội nha. Nội phải ráng uống sữa thì mới khỏe được đó nội. Chuyện gì? Dì đã hiểu lầm cô. Không những chỉ hiểu lầm mà anh còn xúc phạm tôi nữa kìa.
Cô hãy bỏ qua cho tôi đi. Dù sao thì tôi cũng đang phải trả giá về chuyện đó. Tôi không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được. Nếu như anh không cố gắng để chuộc lỗi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Hãy khôi phục lại nhà hàng và chấn chỉnh lại mình. Đừng để nội phải bận tâm thêm về anh nữa. Cô Hạnh Trang ơi, bà muốn gặp cô đó. Trang, con phải hứa với nội là từ giờ có chuyện gì con cũng không được bỏ đi nha. Nội, nội đừng lo chuyện đó. Con phải hứa thì nội mới an tâm được. Con hứa. Nội... chỉ cần nội chịu khó ăn uống thì chuyện gì con cũng chịu nội hết. Được, cảm ơn con. Tuấn Anh nè, từ giờ trở đi con mà làm cho Hạnh Trang buồn á thì nội sẽ không tha thứ cho con đâu đó nha. Dạ. Nội thấy trong người khỏe rồi, nội muốn về nhà. Nội à, con đi làm thủ tục, ngày mai nội muốn xuất viện. Nội, nhưng mà... Nội, con thấy chưa được đâu. Con nghĩ nội nên ở đây cho tới khi bình phục hẳn đã. Đúng đó nội. Không, nội muốn về nhà để hưởng không khí đoàn tụ của gia đình. Con có nghe lời nội nói không? Dạ có. Nhưng con nghĩ là cần phải nói với ba một tiếng. Không cần, con đi đi, cứ làm theo lời nội. Dạ. Nội. Chị hai con sắp về rồi đó. Má vô nhà ngủ đi. Hồi trước không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, má lo cho chị hai con lắm. Ngủ sao được mà ngủ. Anh ra ngoài này chút xíu. Sen à, dạ. Ở lại cô nội giùm tôi. Dạ.
Tôi phải về rồi. Vậy tới khi nội tôi tỉnh lại, tôi biết ăn nói sao với nội đây. Tôi xin cô, đừng làm vậy. Anh cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi phải về, mai sẽ quay lại. Tôi nói tôi sẽ giữ lời mà. Tôi còn có gia đình, một cửa hàng phải lo. Tôi còn phải về nhà để xin má tôi, anh hiểu không? Chắc giờ này má tôi lo lắm. Để tôi đưa cô về. Về đi, sáng mai tôi tới. Hành Trang, cô có thể hứa với tôi được không? Tôi hứa, nhưng không phải vì anh. Ngày tháng mệt nhòi kết bước theo thời gian. Ngày hôm qua là nó người mà người đã đến niềm vui. Tới nhà tôi rồi, anh có thể an tâm về. Ủa, sao về khuya vậy con? Sao má chưa ngủ? Má thấy lo cho con quá nên cứ thức chờ con nè. Dạ, con xin lỗi má. Má không có ý giận con đâu, chỉ lo thôi. Vì Năm với thằng Long đã nói hết chuyện của con cho má biết rồi. Tội nghiệp con quá. Cũng vì má mà con phải khổ. Mà bà nội của cậu giám đốc đó làm sao rồi con? Dạ, nội khỏe rồi, nhưng mà còn yếu lắm á. Vậy là tốt rồi. Người già mà, bình phục liền trong một sớm một chiều đâu có được. Mà thôi, chuyện đó nói sao đi. Bây giờ con vô thay đồ ra đi, rồi còn đi ngủ nữa. Má buồn ngủ hả? Má thì chưa, nhưng sợ con mệt thôi. Má con mình nói chuyện một lát nha má. Lại có chuyện gì hả con? Có chuyện này con muốn thưa với má. Bà ơi, sao vậy bà? Con, dạ, con nâng cao cái đầu cho nội. Dạ, dạ, dạ. Được rồi. Ủa, Hạnh Trang, Hạnh Trang đâu? Dạ, cổ vừa mới đi với cậu Tuấn Anh ra ngoài rồi thưa bà. Chắc là hai cô cậu đang nói chuyện ở bên ngoài đó. Ừ, tụi nó đang có nhiều chuyện để nói đó mà. Dạ. Bà ơi, con kêu bác sĩ tới cho bà nha. Nha. Không cần. Thôi, con đi nghỉ đi. Dạ thôi, để con ngồi đây với bà là được rồi nha bà. Ừ.
Từ trước tới giờ nội tốt với con lắm á. Giờ bà bị như vậy, con không thể khoanh tay đứng nhìn, trong khi con có thể giúp bà bình phục được. Con cũng biết là lẽ ra con phải nên hỏi ý kiến má trước khi con đồng ý với bà là quay về đó ở. Nhưng mà thiệt tình là lúc đó con không thể làm khác được. Má, má đừng có giận con nha. Má không có giận, mà chỉ lo cho con thôi. Con thì má không phải lo gì hết, con biết mình phải làm gì mà. Nhưng mà có những chuyện không thể nói trước được đâu con à. Nhưng con gái má thì khác, má phải tin tưởng con chứ. Từ trước tới giờ con đâu có làm chuyện gì làm má phật lòng đâu. Con chỉ tới đó chăm sóc nội cho tới khi nội bình phục hoàn toàn thôi à. Chắc là không có lâu đâu má. Rồi tới lúc đó con tính cách nào để đi khỏi nhà người ta đây? Sẽ có cách má. Đây là cơ hội duy nhất để con trả ơn người ta. Má, má cho phép con nha má. Má không đồng ý cũng đâu có được đâu. Nhưng có điều con phải nhớ giữ mình. Dù sao con với anh chàng giám đốc đó cũng sống chung một nhà. Má lo. Không có chuyện đó đâu má ơi. Anh ta không có thích phụ nữ. Coi chừng cái miệng của con đó. Trong thời gian con đi vắng, con nhờ dì Năm giúp má quán xuyến cửa hàng nha. Thôi con à, để cho dì Năm nghỉ ngơi đi, một mình má làm được hết á. Bữa nay nè, con đi vắng, má đã có thằng Tú xe ôm phụ giúp rồi. Nó đi giao đồ ăn lẹ làng, ngon lành lắm. Còn chuyện đứng bếp thì sao? Má quên.